Bộ phim Quyết Thắng. Tập 8. Thầy Khổng, cậu có thành công. Đó cũng là phép thuật. Phép thuật có thể giấu người trong thời gian ngắn. Nhưng sau khi lên núi, đường đèo hiểm hóc, lên lên xuống xuống, hơn nữa cậu ở trong chiếc rương lâu như vậy, sẽ phiền phức lắm. Chính ủy, tính thoáng khí của chiếc rương có vấn đề gì không? Tính thoáng khí không thành vấn đề, nhưng tôi cảm thấy anh đem một chiếc rương lớn như vậy lên núi có phải là hơi chói mắt không? Chính ủy, từ cái sân này nhìn ra ngoài, cậu có thể nhìn thấy cái gì? Đỉnh núi, mấy ngọn. Cái này tôi thật sự không đếm xuể. Đỉnh núi chói mắt biết mấy. Ngày nào cậu cũng nhìn, cũng không biết có mấy ngọn. Con người luôn không quan tâm quá nhiều về thứ nhìn một cái là thấy. Cậu cảm thấy cái rương chói mắt bởi vì cậu quá quen thuộc với nó. Đây là cảm nhận trong lòng cậu. Thật ra người khác chưa chắc nghĩ như vậy. Cho dù chiếc rương không chói mắt, một phiên dịch nữ cầm một chiếc rương to như vậy, anh cảm thấy hợp lý không? Đúng là hơi kỳ lạ. Nhưng mà họ cảm thấy em kỳ lạ, chứ không phải chiếc rương lạ. Chúng ta có thể chuyển sự chú ý của họ sang người em, sau đó tiến hành giao lưu trao đổi, khiến cho nó hợp lý hơn. Khổng Phương, anh không còn cách nào à? Không còn. Trước mắt chỉ có chiếc rương này có thể cho anh vào rừng một cách hợp lý, có hiệu quả như em. Vậy có nghĩa là nếu chính quỷ Thái không phải là người làm ảo thuật, nếu chính quỷ Thái không đem chiếc rương ảo thuật, nếu như không phải hôm đó đột nhiên nói về chuyện này, vậy thì anh không thể nào lên núi đúng không? Chuyện này không thể giải quyết đúng không? Hải Âm, anh cảm thấy chúng ta thảo luận vấn đề nên có một tiền đề cơ bản, chính là không thảo luận chuyện chưa từng xảy ra. Giống như chúng ta không thể thảo luận núi Hổ Đầu bị người Nhật chiếm đóng, chúng ta không thể giả thuyết xảy ra chuyện gì. Không xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ có thể dựa vào chuyện đã xảy ra bây giờ để giải quyết vấn đề. Trên thực tế chúng ta đã có một rương ảo thuật, vì thế chúng ta dựa vào rương ảo thuật này để bàn luận. Anh chỉ là may mắn thôi. Anh thừa nhận có chút may mắn trong đó. Khổng Phương, trước giờ anh luôn nói với em, chúng ta không thể gửi gắm hy vọng lên việc người khác phạm tội. Làm như vậy là gửi gắm hy vọng lên sự sơ suất của người Nhật Bản. Em sai rồi. Người Nhật Bản trước giờ không sơ suất. Nhưng anh lui vào rương ảo thuật cũng không phải tỉ mỉ là có thể phát hiện. Mục đích của việc làm ảo thuật chính là muốn trốn những người sáng mắt. Nếu như ở trên sân khấu, trước mắt mọi người, nó có thể không lộ sơ hở gì. Tôi nghĩ trong cuộc sống cũng nhất định có thể che giấu được. Xin lỗi, chuyện này em không thể phối hợp. Hải Âm, Hải Âm, tôi nghĩ chuyện gì cũng phải có quá trình. Phải. Hải Âm, em nghe nói được không? Em không nghe. Hải Âm, em nghe nói đi. Tại sao không thể tấn công vào núi Hổ Đầu? Trung đoàn độc lập không thể tấn công vào núi Hổ Đầu. Thứ nhất, binh lực chênh lệch. Thứ hai, núi Hổ Đầu dễ phòng thủ, khó tấn công. Thứ ba, bây giờ trung đoàn độc lập đã mất tiếp tế đạn dược từ xưởng công binh. Một khi tấn công, e là sẽ có rất nhiều người chết và bị thương. Không những Khổng Viên và người trong xưởng công binh không cứu được, còn dính nhiều tính mạng của rất nhiều chiến sĩ. Anh có tính ra kết quả tỷ lệ nhỏ nhất của việc này không? Không. Bởi vì chuyện tỷ lên nhỏ không thể nào tính kết quả được. Vậy suy đoán đến giờ là thế nào rồi? Tình hình đến hiện giờ, lúc này đây chúng ta đã bước vào hình thức khởi động chuyện tỷ lệ nhỏ. Là sao? Điều này có nghĩa là chúng ta đang hành động trong tỷ lệ nhỏ. Nếu như phải, chúng ta tiếp tục. Nếu như không phải thì có nghĩa là thất bại.
Vậy bây giờ làm sao chúng ta mới có thể biết có phải chúng ta đang làm việc trong tỷ lệ nhỏ không? Có thể kiểm tra. Ai kiểm tra? Em đấy. Bởi vì em là chỉ số quan trọng nhất trong tỷ lệ nhỏ của bọn anh. Kiểm tra thế nào? Tìm một chuyện khó nhất trong tỷ lệ nhỏ. Ví dụ, được, để em kiểm tra. Nhưng em nói cho anh biết, so với toán, em tin bản thân hơn. Trời ơi, chuyện tỷ lệ nhỏ khởi động rồi. Chúng ta nằm trong mức an toàn. Anh cho em xem tiền xu lại đi. Hải Âm, em phải tin vào khoa học. Tin anh. Nào anh bạn, nào. Từ từ thôi. Biết ưu thế của việc ốm rồi chưa? Xuống đây. Cậu xuống trước đi. Từ từ thôi. Đưa tôi. Tướng quân, mời dùng bữa. Cùng nhau uống một ly. Không tướng quân, mời ông hãy tự dùng bữa. Thức ăn này, rượu này rất đặc biệt. Mời ngồi. Có biết bốn món này là món gì không? Không biết. Đây là thịt đông. Đây là đậu hồi hương. Đậu phụ dầu. Cá khô. Tướng quân hiểu được sự diệu kỳ của việc phối thức ăn. Không phải tôi hiểu, mà là Lỗ Tấn hiểu. Biết Lỗ Tấn không? Từng nghe nói. Không biết rõ lắm. Tác giả nổi tiếng nhất Trung Quốc, tác phẩm của mấy đáng để chúng ta chú ý. Năm 1924, ông ấy viết một bài tiểu thuyết tên là Ở Trên Tử Lầu, từng nhắc đến bốn món. Chính là bốn món hôm nay. Tướng quân đúng thật là tốn nhiều công sức. Không biết rượu này từ đâu mà có. Rượu tức mạc lâu năm, một quyền ở Sơn Đông. Thử một miếng đi. Anh bạn, đây là mộ của ai cậu biết không? Tôi không biết.
Nhưng mà hình như không phải một người mà rất nhiều người. Không phải chứ, nơi này âm mưu quá, không phải đến quỷ môn quan rồi chứ. Sợ cái gì chứ, chúng ta vượt qua quỷ môn quan nhiều lần như vậy, ma lười mở cửa cho chúng ta rồi. Không phải lúc cậu vào, cậu đã sợ rồi sao? Khi mới vào tôi có chút sợ, nhưng mà sau đó tôi nghĩ ma cậu không sợ, tôi sợ cái gì? Sau đó tôi không sợ nữa. Sau đó tôi nghĩ không chừng ma trong cổ mộ này bảo vệ tôi, cứu tôi. A-di-đà Phật, anh bạn, nếu chúng ta sống sót ra ngoài, nhất định phải sửa mộ cho họ đấy. Được, cậu đi trước đi, tôi hơi sợ, sắp đến rồi. Được rồi. Thế nào? Kỳ diệu, khó hiểu. Rượu Trung Quốc lâu năm, nồng độ kéo dài. Rượu sake Nhật Bản không thể có mùi vị này. Tại sao? Đất không đủ lớn, cũng không đủ sâu, nước không đủ đậm, rượu không đủ thuần. Sự thanh đạm của sake thể hiện rõ sự nhỏ hẹp của đạo quốc, sự nồng đậm của rượu lâu năm chứa đựng được sự thâm hậu của vùng đất Trung Hoa. Phải. Có biết đũa của Trung Quốc thường dài bao nhiêu không? Không biết. 7 tấc 6 phân, đại diện cho việc người có thất tình lục dục. Thất tình là hỷ nộ ai cụ ái ác dục. Lục dục là mắt tai mũi lưỡi người ý. Thất tình lục dục chính là sở dĩ người chính là người, khác với động vật. Động vật chỉ có dục vọng nguyên thủy. Tôi không ngờ một đôi đũa người Trung Quốc lại ban cho một ý nghĩa trọng đại như vậy. Một đôi đũa, một mảnh đất, phàm là đồ của đối thủ đều không thể xem thường. Sống thì có thể cầm đũa được, sống thì có thể nhìn thấy tương lai. Phải. Anh bạn, sao cậu phát hiện ra chỗ này vậy? Trong cuộc chiến bảo vệ núi Hổ Đầu, tôi từng bị dội bơm mà té xuống đây. Thật không ngờ nha. Đúng là có một ngôi mộ lớn như vậy. Hang cây này đi đến đâu vậy? Lên đi rồi anh sẽ biết thôi. Học võ, chúng ta ở trong núi Hổ Đầu lâu như vậy, không ai chú ý đến cái to này, đúng vậy. Có ai ngờ nó còn liên kết với một ngôi mộ cổ chứ. Chúng ta phải lợi dụng thật tốt nơi ẩn nấp này để xử lý mấy tên Nhật. Lão Lục, anh phải bắn tên lính lớn. Được rồi, tôi biết rồi, đừng nói chuyện nữa, quan sát tình hình rồi hãy nói. Vậy tướng quân, chúng ta nên đối phó thế nào đây? Tôi còn phải quan sát thiên tướng. Tuyệt đối không thể. Tay bắn tỉa đường số 8 chưa bắt được. Nói cho tôi biết, cây súng bắn tỉa tốt nhất hiện giờ bắn được bao nhiêu? Khoảng 800 mét. Súng bắn tỉa đường số 8 bắn được xa nhất là hơn 300 mét. Bây giờ trong tay hắn có súng của ta, có khoảng cách khoảng 800 mét. Khoảng cách tuyến cảnh giác đến cửa hang là bao nhiêu? 1500 mét. Vậy sợ cái gì? Tướng quân, ngài thường nói Trung Quốc có một câu nói: cẩn thận chiếc thuyền đã lái vạn năm. Huống hồ ngài cũng biết rõ quân đường số 8 giỏi về du kích. Cho dù hắn bắn giỏi thế nào thì cũng không bắn được tôi.
Xin Ngài tuân thủ quy tắc mà Ngài tự đưa ra. Phải mặc đồ bình thường. Rõ. Có người đến rồi. Lão Lục nói, bên trái một tên lính già. Bên trái thì như là bọn cháu chắc. Vừa nhìn là biết không phải lính lớn. Anh bạn, quân trang của lính Nhật tôi biết. Chỉ cần tên nào mặc đồ quan lớn, tôi sẽ bắn một phát ngay, trả thù cho các anh em. Lão Lục, tôi nói anh biết, anh phải nhắm chuẩn một chút, bắn không trúng thì sẽ để lộ vị trí của mình, không còn hy vọng nữa. Nói nhảm, tôi ngốc lắm à. Nhịn tất cả đều có thể nhịn. Đúng là trên đầu chỉ nhịn có một cái dao. Phải nhịn. Chúng ta về thôi. Anh bạn, không đúng nhỉ? Cậu nhìn xem. Cậu nhìn người mặc quân phục, lúc nói chuyện với tên lính già vô cùng cung kính. Đúng là có gì đó không ổn. Không phải, không phải tên lính già đó là quan to chứ? Thay đồ rồi. Bắn bắn bắn, bắn hắn. Bắn đi. Nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi. Anh bạn quân Nhật xảo quyệt quá. Không phải họ xảo quyệt, mà là chúng ta ngốc quá. Anh bạn nghĩ coi, nửa đêm nửa hôm, một tên làm quan đi dạo với một tên lính già, rõ ràng là giả vờ. Được rồi, đừng nói nữa. Đợi lần sau tôi gặp hắn, tôi sẽ bắn một phát, không ra sớm về đâu. Chúng ta nghỉ chút đi. Được. Anh ngủ chưa? Giả vờ giỏi thật. Em hỏi anh một việc nhé. Chuyện gì? Anh có nghĩ ra cách lên núi chưa? Vẫn chưa biết. Vậy phải làm sao? Sẽ có cách thôi. Sao còn chưa ngủ nữa? Bởi vì em vẫn chưa ngủ. Sao anh biết vậy? Cảm nhận được. Anh còn cảm giác thấy gì nữa? Anh còn cảm nhận được tiếng ngáy của cống đại hà khá lớn. Anh ngủ đi. Em lập tức ngủ ngay đây.
sống thật tốt. Ừ. Ngủ đi. Anh bạn, nghĩ gì vậy? Tôi ở đây nghĩ về thỏ đấy. Anh nói xem nó, sao nó có thể chạy vào rừng được chứ? Nó thật sự là con 6 năm trước tôi được đuổi. Rốt cuộc là nó đến báo ơn hay là đến để câu hồn ma vậy? Được rồi, đừng nghĩ bậy. Thỏ trên đời này đều y như nhau. Dù sao cả đời này tôi chắc chắn không ăn thịt thỏ. Nào, anh bạn, nói cho tôi xem, đợi đủ được quân Nhật rồi cậu dự định làm gì? Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Làm gì? Tôi nói ra anh đừng cười nhé. Hai anh em chúng ta như là tâm sự với nhau vậy. Em muốn về nhà tìm một người vợ. Không phải vợ ai mà không muốn chứ. Anh bạn, chuyện này để tôi lo. Cậu đi theo tôi làm việc, tôi bảo đảm cậu có thể cưới được vợ. Ngoéo tay. Tôi theo anh làm gì chứ? Bán tàu phớ. Không phải cậu, đừng cười. Tôi nói cậu nghe, tàu phớ của nhà họ Lục chúng tôi phải gọi là quá tuyệt. Không tin thì đến phủ tới năm, nghe ngóng thì đi. Không ai là không biết tàu phớ của nhà họ Lục chúng tôi. Cứ nói buổi sáng đã, người mua tàu phớ của nhà họ Lục chúng tôi có thể xếp hàng tới 3 dặm lần đó. Tin không? Tôi tin. Nhưng mà tàu phớ thì liên quan gì đến việc có vợ? Hơn nữa tôi chưa bao giờ ăn tàu phớ. Không phải chứ? Cậu thật sự chưa từng ăn hả? Chưa. Anh bạn à, cả đời này cậu sống uổng quá. Vậy anh nói cho tôi nghe, tàu phớ ngon cỡ nào? Nể tình cậu và tôi là chiến hữu, tôi dùng miệng làm cho cậu một chén trước. Dùng hai tay thử trước. Đợi đuổi bọn giặc rồi, tôi sẽ đích thân dùng tay làm cho cậu. Làm một chén, đến lúc đó cậu dùng miệng thử một miếng. Anh tưởng tượng thật đấy. Được rồi, anh nói xem. Tôi vảnh tai nghe đây. Được rồi, tôi nói đi. Canh ba, tôi thức dậy, dựng một cái nồi lớn lên, để nửa muỗng thịt heo vào, rồi để một con gà bản địa vào, dùng lửa đun lớn, ung úp cho đến khi sôi lên. Sau đó bỏ gia vị vào. Cậu có biết cái gì là phẩm vị không? Cái này gọi là có phẩm vị. Anh để gia vị gì vào? Đừng vội, tôi từ từ kể cho cậu. Cậu nghe nha. Tôi để đinh hương vào trước. Đinh hương, rồi vào quế, giấm, đại hồi, nước tương, hạt hồi hương. Sau khi để đủ mấy thứ này vào, tiếp tục đun sôi. Nhưng mà lửa, đổi lửa lớn thành lửa nhỏ. Chúng ta tiếp tục đun sôi, nấu cho đến khi nước chỉ tươi không ngán. Tôi cầm một muỗng lên, gạch một cái, múc một cái bên mép nồi, để vào miệng. Xong rồi. Nước xem như là đủ rồi. Ăn được rồi hả? Đây là nước. Nước làm xong rồi, tiếp tục mình múc một chén tàu phớ. Múc một chén tàu phớ phải nghiên cứu kỹ lắm. Chỉ có thể múc một muỗng xuống, tuyệt đối không múc muỗng thứ hai, hiểu chưa? Sau đó đổ vào chén, giống như là một chiếc màn thầu vậy. Sau đó đổ nước mới nấu khi nãy vào trong chén. Tôi rửa cho cậu đảm bảo ngon. Ăn cay không? Ăn, tôi thích cay lắm. Được được, tôi để một ít ớt vào cho cậu, rồi bóc thêm một nắm rau thơm. Cuối cùng, tôi nhỏ thêm một giọt dầu thơm vào cho cậu. Món tàu phớ này xem như là đủ rồi. Thế nào? Được lắm đấy, lão Lục. Tai tôi nghe thôi cũng đã thấy ghiền rồi. Anh bạn, chỉ cần cậu theo tôi đảm bảo ngày nào cũng có tàu phớ ăn. Cưới được vợ. Được vậy, tôi làm trưởng công ở chỗ anh. Cậu xem, xã hội bây giờ không gọi là trưởng công, mà gọi là nhân viên. Nhân viên nhớ chưa? Được rồi, gì cũng được. Tóm lại tôi theo anh.
Học võ à? Đời đuổi quân Nhật rồi. Lúc cái đầu còn nằm trên vai, chuyện tàu phớ của chúng ta xem như là thành công rồi. Lão Lục, anh nói nếu như đánh trận xong rồi chúng ta không chết thì tốt biết mấy. Có vợ, có tàu phớ để ăn. Nhìn cậu kìa, ngoài việc muốn ăn tàu phớ thì chính là muốn vợ. Tôi nói cậu biết, cậu là nhân viên. Nhân viên làm gì? Cậu phải lo bán tàu phớ cho tôi. Bán tôi chắc sẽ làm à? Anh nói xem, tôi đánh trận còn chưa sợ, bán tàu phớ mà lừa được sao? Không thể nào. Lão Lục, anh biết tôi nghĩ gì không? Nghĩ gì? Tôi nghĩ, anh nói xem, nếu bây giờ chúng ta già rồi thì tốt biết mấy. Tại sao vậy? Hai ông già hất tay không làm gì cả, cả ngày chỉ phơi nắng. Vừa phơi thì ngày đã trôi qua. Phơi một lần phơi cả ngày. Không phải còn nói những lời này xui xẻo qua đi, không phải đợi chết sao? Anh không hiểu ý tôi rồi. Ý gì? Anh nghĩ xem, nếu bây giờ hai chúng ta già rồi, vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không chết trong trận chiến này. Không chết thì phải sống. Không phải chúng ta sống được cả đời sao? Xe này bình thường đoàn trưởng không nỡ dùng, tốn xăng quá. Bây giờ xăng còn thiếu hơn cả thịt, khó kiếm lắm. Xăng khó kiếm vậy thì kiếm dầu đậu nành, còn dầu mè nữa cũng được. Được cái gì mà được? Không được hả? Đương nhiên là không được rồi. Thế nào? Sắp xong rồi. Xe làm sao vậy? Không sao cô Hướng, chuyện nhỏ thôi. Xe này lâu quá chưa chạy. Có sửa được không? Cô yên tâm, sửa xong rồi. Mùi xăng thơm quá. Đưa đây. Không phải mình đã đưa cho cậu rồi sao? Còn thiếu 3 đồng, cậu đưa cho mình. Ồn cái gì mà ồn? Cái gì mà thiếu 3 đồng chứ? Chú giúp con phân xử đi. Hôm nay bọn con chơi bùi nha đam, tìm được một ít tiền, chúng con chia đều. Cậu ấy dành của con 3 đồng. Mình không có. Có mà. Không có. Được rồi, được rồi. Tiền gì đưa chú xem. Tiền này sao vậy? Cậu xem, hai mặt đều như nhau cả. Thằng ngốc này nhặt tiền giả rồi, có biết không? Đưa tôi xem. Trời ơi, chuyện tỷ lệ nhỏ khởi động rồi. Chúng ta nằm trong mức an toàn. Mọi người qua đây xem cái gì này. Cái gì vậy? Cậu bạn nhỏ à, đã nói là phải chia được tiền mà. Chia cho cậu ấy đi. Đi, đi chỗ khác chơi. Đi đi, đi đi. Đừng ở đây chơi nữa, đi đi. Đợi đã, chúng ta đi chơi thôi. Mấy đứa ai chịu cho gì một tệ? Con cho. Cho con cái này, đi mua kẹo đi. Chia cho mấy đứa bạn khác được không? Đi thôi, mua kẹo thôi. Tướng quân, có phải ngài muốn đi thăm dò nữa không? Đúng vậy, tôi muốn đi qua dốc Phượng Hoàng dạo một chút. Hình như Fujijima đã chết rồi. Không phải lúc trước cậu đã thường xuyên đi với tôi sao? Khi chưa trừ tay bắn tỉa,
tôi không thể ra khỏi hang. Chả lẽ một tay bắn tỉa của quân đường 8 có thể nhốt tôi ở trong hang à? Trước mắt thì chính là vậy. Lục tìm hắn cho tôi. Không thể để hắn chạy khỏi núi Hổ Đầu. Vâng. Khổng Phương, Khổng Phương, anh làm sao vậy? Có lẽ là dậy sớm quá. Không phải anh dậy sớm mà là đổ đến ngước. Anh phải ăn cái gì đó. Anh vẫn luôn ăn mà. Tại sao lại căng thẳng vậy? Anh hả? Căng thẳng gì? Tay phải anh run kìa. Em không hổ là một nhà tâm lý xuất sắc nhất toàn thế giới. Anh đừng đùa như vậy với em nữa, Khổng Phương. Sao vậy? Chúng ta phải xuất phát rồi. Hay âm, có một câu anh muốn nói với em. Anh nói đi. Anh luôn cảm thấy cái chết của Mạnh Đại và Nhị Đại có liên quan nhất định tới chúng ta. Lão Lục, nói, tên cầm đầu sao còn chưa ra nữa? Hay là hắn bắn một cái cho đã? Cây dao trên đầu chữ tâm phải nhịn. Bớt nói chi nhịn đó đi. Lần trước bởi vì chi nhịn này làm hỏng chuyện lớn, cậu nhịn cho tôi. Hay là chúng ta xuống nước một chút, đừng nhịn đấm lửa trong lòng cậu. Đi, tôi đùa với cậu đấy. Đi. Thùng cơm. Ăn cơm.